Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta nhắc đến một cái loại đặc sản rất đặc trưng của vùng đất Hưng Yên thì chúng ta không thể nào bỏ qua được trái nhãn lồng, đúng không ạ? Một cái loại quả rất là ngon ngọt. Tuy nhiên khoảng hơn 10 năm trở lại đây thì có một cái giống nhãn với tên gọi đặc biệt sánh ngang với vị trí này đã trở thành loại nhãn ngon nhất miền Bắc hiện nay. Không biết là chị Tú Anh có đoán ra được cái loại quả mà tôi muốn nhắc đến không? Vâng, nổi tiếng như vậy thì chắc chắn là tôi cũng biết rồi. Tôi biết đấy là nhãn Miền Thiết, đúng không ạ? Và sở dĩ là loại quả này nổi tiếng đến như vậy, ngon như vậy, được ca ngợi đến như vậy là bởi chúng được nhân tạo từ giống nhãn lồng với những ưu điểm rất vượt trội. Không chỉ là cho năng suất rất là cao và ổn định nữa thì những trái nhãn Miền Thiết còn mang hương vị vô cùng đặc sắc với cùi dày, căng mọng, có vị ngọt đậm đà và hương thơm thì cũng rất là đặc trưng ạ. Vâng, bên cạnh những cái đặc tính cụ thể mà chị vừa miêu tả thì chắc chắn mọi người cũng sẽ rất là quan tâm cái nguồn gốc xuất xứ của cái giống nhãn có cái tên đặc biệt như vậy rồi. Là bởi vì sao ạ? Bởi vì được đặt theo tên của người đã phát hiện và chọn ra giống nhãn này. Vào năm 1999, cái giống nhãn này cũng đã được nhà nước công nhận và bổ sung vào giống quốc gia. Không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng mà giống nhãn Miền Thiết còn được các thị trường khó tính như là thị trường Mỹ của chúng ta công nhận và đưa vào tiêu thụ tại thị trường nội địa của nước Mỹ nữa. Vâng, và làm như thế nào để giống nhãn Miền Thiết đi được xa như vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đến với vườn nhãn Miền Thiết của anh Nguyễn Văn Thế, người đã đem giống nhãn này vươn xa ra thị trường để có câu trả lời. Anh Nguyễn Văn Thế là người tiên phong đi đầu trong phong trào trồng nhãn Miền Thiết tại xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nhận thấy nhãn truyền thống có nhiều hạn chế, cho ít quả lại không đồng đều về chất lượng, anh Thế đã cùng anh trai mình nghiên cứu, nhân tạo ra giống nhãn mới và đặt tên theo người anh trai là Miền Thiết với nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn giống nhãn cũ. Thế thì gia đình anh em có cái cây nhãn mà nó mang một cái tính rất là đặc biệt, là nó bao giờ nó chín và nó lại thu muộn so với các cái giống nhãn khác kia, nó sau lại một tháng hoặc hơn một tháng. Và qua theo dõi thì được các bộ ngành đánh giá là một trong cái giống nhãn rất là quý hiếm của Việt Nam và đã được công nhận là cái cây giống quốc gia và này hiện nay đã đang được bảo tồn. So với giống nhãn thông thường, nhãn chín muộn Miền Thiết cho ra quả to hơn, vỏ sáng, vị ngọt đậm, mang lại cảm quan bắt mắt cho người mua. Là một trong những giống nhãn quý cho thu hoạch với năng suất cao, thời gian cho thu hoạch của giống nhãn này kéo dài từ giữa tháng 8 đến khoảng giữa tháng 9. Là thời điểm các giống nhãn khác cho thu hoạch hết nên giá bán cao. Mặt khác, giống nhãn này có tỷ lệ đậu quả tốt, ra hoa tập trung nên độ đồng đều của quả cao, thời gian treo quả trên cây dài cho thu hoạch giải vụ. Tính toán, mỗi một sào 360m² của Bắc Bộ thì chúng tôi trồng được trung bình từ 14 đến 17 cây nhãn và chúng tôi đạt được năng suất trung bình nó từ 8 đến 1 tấn quả trên một sào một năm. Và cái giá trị của cái nhãn chín muộn này nó tương đối cao và tương đối ổn định. Nó trung bình, nó trên dưới 20.000 trên 1kg. Vì vậy, chúng tôi trừ chi phí đây rồi cũng vẫn được hơn 10 triệu một sào một năm. Trồng thành công giống nhãn, anh Thế lại chăn trở làm sao để những trái nhãn Miền Thiết có thể xuất khẩu được, tránh lặp lại điệp khúc được mùa mất giá như khi trồng giống nhãn trước đây. Năm 2015, anh Thế cùng nhiều hộ dân đã triển khai xây dựng vùng nhãn xuất khẩu theo quy trình Việt Gáp. Cuối năm đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chính thức công nhận và cho gần 1 tấn nhãn của xã đưa vào thị trường nước này. Đến nay, nhãn Miền Thiết đã có mặt ở nhiều thị trường lớn trong và ngoài nước. Không dừng ở đó, anh Thế còn mong muốn sản phẩm nhãn Miền Thiết tiến xa hơn. Đã mang một số cái sản phẩm nhãn của Hưng Yên và sản phẩm nhãn của Miền Thiết sang công ty Đồng Giao và qua công ty thì công ty sẽ chế biến rồi sơ chế các cái sản phẩm của nhãn ra để bán cho các thị trường khó tính, đặc biệt là thị trường Nhật Bản. Thì theo đánh giá của công ty đánh giá là cái chất lượng nhãn của Miền Thiết là rất là tốt, chế biến được rất nhiều các cái loại sản phẩm từ cái nhãn quả tươi sang các cái loại nhãn chế biến, đặc biệt là cái nhãn mà giữ nguyên hiện để cho nó tươi thì công ty đã mang sang Nhật, đã được thị trường Nhật chấp thuận mà đánh giá rất cao. Hiện nay, gia đình anh có 6 mẫu nhãn được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Năm 2017, Hợp tác xã Nhãn Miền Thiết do anh cùng các hộ trồng nhãn được thành lập để cùng chia sẻ kinh nghiệm trồng nhãn cũng như đảm bảo chất lượng của nhãn được đồng đều theo tiêu chuẩn trên toàn xã. Nhờ đó mà nhiều doanh nghiệp đã đến tận các vườn nhãn để liên kết hợp tác và bao tiêu sản phẩm. Từ hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã Nhãn Miền Thiết, những năm qua,
không chỉ góp phần mang lại thu nhập khá cho các hộ thành viên, mà còn khẳng định về việc tham gia vào mô hình kinh tế tập thể đang là hướng đi đúng, mang lại nhiều lợi ích cho các hộ nông dân trong quá trình sản xuất. Vâng, liên quan đến giống nhãn miền thiết này thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm rất nhiều những cái thông tin là thú vị. Năm 2010 thì cái giống nhãn miền thiết này đã được công nhận là giống nhãn quốc gia rồi và cần phải được bảo tồn. Với nhiều nỗ lực trong việc cùng nhau gây dựng thương hiệu nhãn miền thiết có chất lượng cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì năm 2019, hợp tác xã nhãn miền thiết đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận nhãn miền thiết là sản phẩm nhãn quả tươi OCOP. Vâng, qua những gì mà những người nông dân ở mảnh đất Khoái Châu Hưng Yên đã làm thì có thể nói nếu không có niềm đam mê với cây nhãn quê hương thì cũng như là tinh thần không ngừng học hỏi, tìm tòi những cái bước đi mới thì những trái nhãn miền thiết của chúng ta sẽ không có được cái chỗ đứng và vị trí như ngày hôm nay đâu ạ. Vâng, và với những gì mà họ đã làm được thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng là trái nhãn miền thiết thì hoàn toàn có thể vươn ra được những thị trường khó tính, không những ở trong nước mà thậm chí là còn ở trên thế giới nữa. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự trở lại của đại dịch Covid-19 cùng với những hiểm họa khôn lường mà đại dịch này gây ra trong những ngày vừa qua đã rung lên một hồi chuông báo động đến chúng ta về sự cần thiết của việc cách ly và bảo vệ sức khỏe bản thân như thế nào. Chính vì vậy, để có thể bảo vệ được sức khỏe hay thậm chí là tính mạng của bản thân và những người xung quanh, chúng ta hãy tuân theo đúng chỉ định của chính phủ. Bất kỳ ai đi qua thành phố Đà Nẵng từ ngày 18 tháng 7 năm 2020 đến nay, hãy chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi mình cư trú để được theo dõi cách ly y tế một cách hiệu quả cũng như là cách ly tại nhà để đảm bảo sự an toàn. Và để công tác cách ly đạt được hiệu quả tốt nhất thì mỗi chúng ta cũng cần phải tuân thủ theo hướng dẫn của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế và cũng như là những cái người xung quanh để chúng ta có thể bảo vệ được cho bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình. Và trong chuyên mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị những hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để ngăn chặn tối đa sự lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng. Đối tượng cách ly là những người sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh xác định hoặc nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh. Có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với trường hợp bệnh xác định hoặc nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào. Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc nghi ngờ. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng dịch hoặc từng đi qua vùng dịch trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Hướng dẫn cách ly. Để việc cách ly đạt hiệu quả, các bạn cần thực hiện như sau. Chấp hành việc tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú đúng thời gian quy định. Cách ly trong phòng riêng hoặc giường ngủ của người cách ly phải cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét. Tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần một ngày. Thông báo cho cán bộ y tế phụ trách về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân. Hạn chế ra khỏi phòng riêng, tiếp xúc hay ăn chung với người trong gia đình, nơi lưu trú và những người khác. Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Thông báo ngay cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phụ trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở. Người cách ly phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của mình.